Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vòng tay nhân ái, nhịp cầu kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chuyên mục hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn hoàn cảnh đáng thương của cháu Phạm Minh Hiếu, 4 tuổi, mắc bệnh xuất huyết, giảm tiểu cầu, vô căn tại huyện Cát Tiên. Tiếp đó là một số hoạt động thiện nguyện và danh sách ủng hộ của các nhà hảo tâm dành cho những người nghèo, đau ốm, bệnh tật trong tuần qua. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù chỉ mới 4 tuổi, nhưng đã 3 năm nay bé Phạm Minh Hiếu ở tổ dân phố 7 thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên đã phải thường xuyên gắn bó với bệnh viện bởi căn bệnh sốt xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn mà bé bị mắc phải. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn khiến cho việc điều trị bệnh của bé chỉ mang tính chất tạm thời. Không biết đến bao giờ bé có thể khỏi bệnh. Căn nhà xây tạm bợ của gia đình chị Phạm Thị Liên ở tổ dân phố 7 thị trấn Cát Tiên có lẽ chỉ đơn thuần là chỗ che nắng, che mưa của gia đình. Trong nhà mọi thứ đều tuyền toàn, không có vật dụng gì giá trị. Cả hai vợ chồng chị đều phải đi làm thuê làm mướn vì không có đất sản xuất. Trong khi lại nuôi 3 đứa con nhỏ nên cuộc sống luôn chật vật. Ôm cậu con trai út năm nay mới hơn 4 tuổi trong lòng, chị Liên sưng sưng nước mắt vì không biết phải chạy chữa căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn mà bé Phạm Minh Hiếu không may mắc phải bằng cách nào. Kể từ khi Hiếu được 19 tháng, Hiếu đã phát bệnh với dấu hiệu đặc trưng của bệnh là toàn thân tím tái sau một lần bị ngã. Hôm gia đình sơ suất để cho cháu nó bị té, nó tím, nó loang hết người. Thế lên bệnh viện mình xét nghiệm, người ta mới biết được cháu bị giảm tiểu cầu trong máu. Thế mỗi lần điều trị là phải đi đến bệnh viện truyền máu huyết học. Cũng tốn kém, có nhiều lúc không đủ tiền chạy chữa cháu. Vậy là cứ mỗi lần Hiếu bị vấp ngã hay chỉ đơn giản và đập vào một vật dụng gì là toàn thân lại tím tái và cũng không thể đi lại hay chơi đùa được nữa. Những khi ấy, gia đình lại phải đưa Hiếu đi điều trị tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học thành phố Hồ Chí Minh. Dù được khám chữa bệnh miễn phí theo quy định dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, nhưng những chi phí đi lại và ăn uống đã khiến cho gia đình chị Liên cũng không thể kham nổi vì gia đình chị thuộc hộ nghèo. Chị đi làm thuê cho chủ sạp đám cưới. Còn chồng chị, do cũng bệnh tật thường xuyên nên chỉ có thể đi chăn vịt thuê, lâu lâu mới về nhà ít ngày. Cháu nó ốm, nó yếu, bị bệnh nó yếu là nó tàn có bị nhiễm ốm đau. Mỗi lần tàn có lên bệnh viện mình có khi một tháng đi hai lần, một tháng đi một lần. Tháng nào cũng đi bệnh viện hết. Gia đình của chị Phạm Thị Liên, điều kiện hoàn cảnh gia đình ấy thì rất là khó khăn. Do cái nguyên nhân là con bị bệnh hàng năm ấy thì cũng phải thường xuyên là phải đi khám chữa trị, điều trị bệnh. Tốn kém rất nhiều, cho nên là trong cái hoàn cảnh gia đình thì đất đai không có, cho nên là đi làm thuê làm mướn thì cái số tiền mà về để điều trị cho con giờ rất là khó khăn. Trong gần 2 năm nay, gia đình chị Liên chưa đưa Hiếu đi khám lại ở bệnh viện thành phố vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Giờ đây chị Liên cũng không biết bằng cách nào để chữa khỏi bệnh cho con trai, để cậu bé có thể trở thành một đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh. Hoàn cảnh của bé Phạm Minh Hiếu đang cần lắm những tấm lòng ấm áp sẻ chia từ cộng đồng để nụ cười và cuộc sống ở lại. Ngay trong ngày đầu tiên sau lễ phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo, cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, đơn vị, các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố Đà Lạt đã hưởng ứng bằng việc ủng hộ vào quỹ trên 300 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên được tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng thực hiện thường xuyên và hiệu quả trong phát huy truyền thống, tương thân tương ái của địa phương. Số tiền này chắc chắn sẽ còn được nhiều tập thể cá nhân tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới với hy vọng nhiều hộ nghèo, người nghèo sẽ được giúp đỡ để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. 28 bác sĩ nha khoa Pháp
cùng với bác sĩ bệnh viện răng hàm mặt Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức khám điều trị răng miễn phí cho trẻ em và người lớn tại huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà. Trong 5 ngày khám, các bác sĩ đã khám, trám, nhổ, chữa tủy và điều trị sâu ngạc cho trên 1.600 trẻ em và người lớn tại các địa phương trên, đồng thời tư vấn cách phòng ngừa các bệnh về răng miệng, thông thường cho những người dân trong khu vực nhằm hạn chế tỷ lệ mắc các bệnh về răng miệng. Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Di Linh vừa tổ chức chương trình hiến máu đột xuất cứu người tại huyện Di Linh. Trong đợt hiến máu đột xuất này, Hội Chữ thập đỏ huyện Di Linh huy động khoảng 400 tình nguyện viên, lực lượng công nhân viên chức, công đoàn cơ sở, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thanh niên và người dân trên địa bàn huyện tham gia hiến máu từ 250 đến 300 đơn vị máu. Qua quá trình kiểm tra, sàng lọc và xét nghiệm, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thu được 279 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân trước tình hình khan hiếm nguồn máu hiện nay. Như vậy, tính từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Di Linh đã tổ chức 9 đợt hiến máu tình nguyện và đột xuất, thu được 1.535 đơn vị máu. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, chuyên mục Vòng tay nhân ái và hộp thư bạn nghe đài của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm dành giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Sau đây là danh sách của những tấm lòng thiện nguyện đã ủng hộ cho chuyên mục Vòng tay nhân ái từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 10 năm 2018. Phật tử Tịnh Độ Chùa Linh Sơn, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Chị Dương Thị Hồng Tâm, 14, Cổ Loa, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Sizo Kim Quyên ở Italy ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình hai cháu Phúc An Bảo An 11B Hoàng Diệu phường 5 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình hai cháu Lục Bạch Duệ và Lục Bạch Hảo ở Bắc Kinh ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Kim Ngân ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình hai cháu Harry Louis ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Anh chị Phong Mai 18/3 Hoàng Diệu Đà Lạt ủng hộ 400.000 đồng. Phật tử chùa Từ Thuyền phường 2 Đà Lạt ủng hộ 1 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Khánh Mỹ, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Sơn, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Lê Trọng Phúc, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Vĩ, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Nguyễn Trí Văn, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Xuân Hương, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Thơ, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Huỳnh Thị Ngọc Hà, Phát Chi, Trạm Hành Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Trần Thị Mỹ Hạnh, Phát Chi, Trạm Hành Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Châu Thị Chánh, Trạm Hành Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Phật tử Chùa Tường Viên, Trạm Hành Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Anh Huỳnh Viết An, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, Đà Lạt, ủng hộ 1 triệu đồng. Chị Gái, Hàng Cá, chợ Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thanh, Hàng Cá, chợ Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thủy, bán chả cá, chợ Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Vân, Hàng Cá, chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Bé Tài, Hàng Rau, chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Nguyễn Đình Gia Quân và Nguyễn Phúc Bảo Trân, 380 Nguyễn Tử Lực, phường 8, Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Hai cháu Hồ Vũ Bảo Nghi và Hồ Vũ Khôi Nguyên, 51/5 Phan Đình Phùng, Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hàng Rau, chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Kim Anh bán cà phê, chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Ngân Liên Quang Sang và bé Ngân Giang Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Bảo Quyền, 51/5 Phan Đình Phùng Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Nhật Khánh Nhi, 51/5 Phan Đình Phùng Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Bác Lê Thị Thú, 172 Tô Hiến Thành Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Phúc, số 2 Cách Mạng Tháng 8, phường 8 Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Anh Sơn, vật liệu xây dựng Hoàng Sơn, 119 Nguyễn Trung Trực, phường 4, Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Bác Hà Thị Dơi, 119 Nguyễn Trung Trực, phường 4, Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, mọi sự giúp đỡ cho những hoàn cảnh mà chuyên mục vừa nêu, xin quý vị và các bạn gửi về chuyên mục Vòng tay nhân ái, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt. Điện thoại liên lạc 02633 556 576. Chương trình xin tiếp nhận và chuyển đến những hoàn cảnh vừa nêu trong thời gian sớm nhất. Và thời lượng của chuyên mục cũng xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.